Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay có một em ở... Em ở đâu? Dạ em ở Cái Bè. Cái Bè hả? Cái Bè xuống mình nha anh em. Đây, thì xe của chủ xe nha. Đó, chủ xe mình thấy độ đồ chơi xe khá là nhiều quá anh em. Chiếc này là chiếc VinFast đúng không ta? Dạ. Cái hiệu của nó là VinFast gì ta? Nó là... này là Inbet cho của hãng VinFast. À, đây cái tên đó là đúng không? Dạ. Đây có cái tên này anh em. Đó, VinFast nha. Đây là ổng hỏi con xe nè, con xe nó gì nè. Đó. Mình nhìn cái xe, cái dáng nó nhìn nó thấm thoát nè. Nó tự tự như X-Men nhé, mà không phải X-Men nha. Nó giống như X-Men thôi. Thì đây là xe này thì mình thấy có chơi một cái bánh. Có kính quạt, quá trời kính quạt nha. Cái này máy kính tạt gió nè. Bánh này của em là bánh bao nhiêu quá? À, bánh này là 3K VS V5. 3K VS V5 hả? Dạ. Ồ, cái bánh này nó... mình thấy cái bị tự nó bầu ghê, nên nó bự ghê tới cái quạnh luôn nè. Đó, còn đây là cái cánh kêu bằng hút gió của nó nè. Đây, đây là cái cánh hút gió nè. Trong này mình thấy được có được 6 cánh hút gió. Đây, mình coi kỹ cho anh em xem nè. Đó. Ngoài dây lỗi dây là... dây lỗi nó bao nhiêu dây ta? 6 dây đúng không ta? Dạ. 6 dây lỗi. Đây, 6 dây lỗi nằm dưới đây nè anh em. Hồn cái nhìn bự, hơi bự luôn á. Một cậu nó bự ngón tay út của mình đó anh em. Nè, nhưng mà 6 cậu bự cũng vậy nha, là dây pha nha. Dữ. Im. Để em quay bài bên đây cho anh em cùng xem thứ nha. Thấy có một cái dè nè. Dè, vậy Vin hay em chế ta? Dạ, Vin. Vin luôn hả? Dạ, Vin. Ồ, cái bánh này ngộ ta, cái dòi nó nhỏ xíu này vậy hả ta? Dạ, nó là dòi ấy. Ồ, cái bánh này giống như mà cái bánh này, nó giống như mà kiểu mà nó cái bánh mà nó đặt nó phẳng luôn anh em, nó phẳng hai bên luôn vậy nè. Nó không có bị hót vô luôn nè. Nè anh em coi từ cái trong cái bánh nó phẳng luôn nè. Nó phẳng ngay bánh luôn. Nhìn cũng lạ ta, cái giò thì nằm ở đây nè. Đây là cái giò của nó nha. Có một con heo Rambo đây anh em, màu bạc. Đó. Thì mày thấy chủ xe cố gắng một cái chai nước đây để làm gì mà không biết nha, chai bocha gì nè. Oh my god. Trà xanh bocha. Cái chai này em gắn để làm gì hả? Gắn để tản nhiệt tại nhà không có đủ kinh phí để mua nước. Không mua nước hả? Ủa cái này em xài bằng nước gì ta? Nước dầu hay nước gì ta? Dạ nước lạnh luôn á. Nước con tôm bình thường á. À. Hai cái ống đúc này khá là hay á, chắc là mốt anh cũng phải làm hay một cái giống gì quá. Nè anh em. Mình sẽ ăn một cái chai đúng không, một cái chai và hai cái ống này, cái mình phát hai lỗ trên xong cái mình ghim cái ống vô, cái ống mình thấy nó hơi cúp tí xíu nha anh em. Đó thì phần dàn trước là xe này là xe Vin em, phần dàn trước mình thấy chưa độ gì hết nha, phục Vin, mũ Vin hết. Đây đèn này, đèn lạ ta, đâu em bắt đèn cho các bạn cùng xem thử coi, đèn nhìn lạ đang bắt đẹp nha. Ồ, cái này là đèn dưới đèn chảy không? Đèn pha hả? Đồ, ghê ta. Cái này nó có hai đèn anh em, một cái đèn dưới đèn chảy, trên là đèn pha nha. Đó. Dặn trước thì đi Vin hết. À đủ cái quá bay mất tiền con cóc rồi. Dặn con thôi được à. Đồ ra chơi khô máu rồi nè. Qua được không ta? Thì em này chơi xe độ này có dặn con ốc rồi nha. Hai bên hai con thấy cũng khá là ok rồi. Thấy xe cũng khá là cứng á. Ở trên có cái tay thắng phanh đôn nè anh em. Và ở trên có một cái đồng hồ. Đây, 76V. Cái này là pin nha anh em. Pin là pin bao nhiêu volt ta? Cái này là 72V 55Ah xả 500A. Vậy là pin này nó bao nhiêu C? Dạ 15. 15C, vậy là mạch 450 đúng không ta? Dạ. Rồi, mình biết thông số pin này anh em ơi. Pin này là mạch 450 nha. 450 à. Xả mát. Đâu? Pin này xả mát công suất hình như 6-700A luôn á. Tại nó có một cái mạch 450 nó hãm lại anh em. Nhưng mà cái công suất xả nếu mà câu trực tiếp của pin á là xả được 6-700A luôn nha. Đây là bộ pin nè. Đó. Em quán kèo đi dỡ pin ra vô hả? Dạ. Đây. Ở đây mình thấy có mấy cái công tắc gì anh em? Công tắc em để làm gì hả? Cái này là để bật quạt. À, cái quạt đây. Quạt mạnh dưới nha. Đó, thì đó,
nước chảy vô hỏi vô. Còn bên đây? Còn cái này là lấy bột tản nhiệt. Tản nhiệt hả? Ủa? Tản nhiệt tại sao ta? Bột cái ống tản nhiệt ở trong để ấy á. Trời nóng lạnh hả? Ghê ta. Đâu 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 đâu, về giới yên coi thử ai. Vụ này mới rồi ta. Có sờ nóng lạnh đó nè em. Tự nhiên thấy có cái công tắc cái này nha. Đây nè, nóng. Để xài cho cái này. Em à. Sao nóng lạnh xài cho cái này. À cái motor bơm nước ông nội ơi. Trời. Cái này là cái motor để bơm nước anh em chứ không phải sờ nóng lạnh nha. Vừa sờ nóng lạnh là bật lên một mặt lạnh, một bây giờ một mặt nó nóng nha, là mình tản nhiệt cái mặt nóng của nó. Giờ mặt lạnh, cái này là con kêu bằng cái bơm nước. Coi kè kết nối này anh em. Mấy cái dắt này hơi bị tế luôn á, kè bự kè. Cộng trừ nè. Chơi dây đòi hết nha ca, qua wow, cái CB nè, CB 200A nè. Đây. Cục này là cục ABT nha anh em, trong suốt nha. Cục này là kêu bằng 880650 đúng không? Dạ, nó là ABT 650. 650. Cục đợt trước của mình á là 80550 anh em, còn cục này là 80650. Đó. Đây thì là cái anh em thấy cái dàn dây pha này á là dàn dây pha của bánh nè. Dây bánh nó mà bự vậy nè. Đây. Mà một pha đi đo cái 2 cộng nha. Đây một màu 2 cộng nè. Nó tăng tải anh em. Ủa anh thấy này ta lạ nè. Cái này là cái gì vậy ta? Cái đồ hát video hay vậy? Cái này là Bluetooth. À cục Bluetooth để chỉnh hả? Dạ, nó đó. Đây cục Bluetooth nè anh em. Mình đổi ra cái đồ để game hát karaoke chứ. Đó, y chang cái vui cho karaoke luôn, Bluetooth. Chip. Đây là trong yên thấy nè, để cái này, cái yên khá là bự anh em, để gọn hết trong cái yên luôn nè. Wow. Anh em thấy ở dưới có một cái đế tản nhiệt kia nữa nha. Cái này là kêu bằng mua bằng một cái két tản nhiệt anh em, rồi gắn kẹp cái đế của nó ở dưới, rồi mình bắt ống tản nhiệt ra. Này có bắt ốc lên nè. Đó. Cái đế dưới nó cũng vui vui mặt ở trên đó. À, nước chảy mà thấy khá ok đó. Xe này thì cũng đơn giản anh em. Độ nội công nha. Bánh nè. Pin ABT rồi đó. Trên xe chỉ độ được một cái tay thắng thôi, còn xe là zin hết. Còn cái này á là cái phần này, cái phần này em cắt ra hay là em mở ra ta? Dạ. Cái phần mà em đựng cái bộ pin đây nè. Dạ là mở. Đúng rồi, nó có một cái miếng ở đây đúng không ta? Dạ đúng rồi. Mở ra luôn nghe nè, mới nhắc bộ pin vừa nha. Bộ pin thì nó kê lên tầm khoảng bao nhiêu đây nè. Đó, khúc vậy á. Nó vừa mặt cái này luôn nha. Mai mốt mình kiếm cái cỏ mà để đánh gòn nó mình trải lên đây mình cắt giò. Để em kêu em này test cái này quay bánh hay không được không ta? Dạ được. Cái này phải gắt trên giữa nè. Đâu em gắt trên giữa thử coi. Xe chắc em nghĩ chắc cũng khá là nặng á. Chắc nổi không? Cắm đây nè. Đó. Anh em cùng nghe tiếng động cơ thử nha. Dữ. Ủa vậy là hết da luôn hả? Dạ, hết da rồi. Cái bánh này quay cái tiếng em coi nha, nó im ghê anh em, giống như cái tiếng ngồng sức lớn á, nghe nghe cái lúc mà quay nó làm ù vậy. Thế đêm ta hay lại hồi lên lên chỗ cầu test thử ta. Đời thử. Chỗ này thấy không ổn mà. Test đề rồi. Ừ. Rồi hồi để mình lên với cậu kêu em nó test đề thử cho anh em xem thử nha như thế nào nha. Rồi bây giờ em này sẽ đề thử cho anh em xem thử nha như thế nào nha. Em mới đang chế cháo kiểu gì nè. Quên tắt tay ga nữa nên là nó ổn xuống xong luôn. Có số nè hả? Có số luôn. Đù, dữ. Hết xe hết đời nha. Canh hết xe hết đời. Để thử rút được rồi. Rút ra thấy chạy đó được rồi. Hả? Ở đây chạy chạy chỉnh luôn, chưa từ từ để hiện hết xe rồi chạy. Đủ. Khá là im á nè, mình thấy im mà lướt ghê chứ. Lướt dưới này kìa. Đủ, giữ. Giữ. Quá khét.
Rồi thì nãy giờ cũng test thì xong nha anh em. Bây giờ mình xin được kết thúc clip đây luôn nha, cho mấy em đó về nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ mình. Tạm biệt cả anh em. Đó.